chào các bạn nhá. Hiện tại bây giờ là 8 giờ sáng ngày 10 tháng 10 năm 2023 dương lịch, từ ngày 26 tháng 8 âm lịch. Bên em đang có mặt tại nhà bác Trần Đăng An ở ngõ 92 đường Ngô Tất Tố, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, để bàn giao combo bàn ghế, kệ tivi chất liệu ô xoan và một chiếc giường, kèm một tủ áo và một cặp án gian đấy các bác nhá. Đấy. Đây là không gian phòng khách nhà bác Trần Đăng An. Đấy, bác cho cháu đôi lời nhận xét không bác? Cháu cảm ơn bác đã tin tưởng với cháu. Đấy. Rất là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chúng mình gặp nhau ở trên mạng, trên Zalo thôi. Vâng. Bán hàng online và người mua cũng trên online. Nói tóm lại là đạt được lòng tin với nhau, muốn mua được hàng và muốn hàng có chất lượng thì điều đầu tiên người sản xuất phải là có uy tín chất lượng đã. Vâng. Và người mua cũng phải có độ tin tưởng giữa người sản xuất. Vâng. Giữa hai bên này chúng tôi đã gặp nhau và cho đến hôm nay chúng tôi đã có những cái mối duyên để mua những cái món hàng của nhau. Vâng. Người bán thì cũng rất là vui vẻ và vâng, người mua thì cũng rất là chân tình. Vâng. Mọi điều chúng ta đều có những cái nối kết để sau này còn có nhiều những cái chuyến hàng khác nữa. Vâng. Chúc các bạn gọi là kinh doanh thành công, phát vâng đạt. Vâng. Xin chào. Vâng, vâng, cháu cảm ơn bác nhé. Chúc gia đình bác thật nhiều sức khỏe, gặp okay nhiều may mắn. Xin chào. Vâng. Đây mời các bác đi vào đường nét chi tiết sản phẩm, công hóa cuốn thư và kệ tivi thực tiền. Các bạn có nhu cầu thì có thể dừng video lại 5 giây. Đấy, điện cho em theo số điện thoại hoặc cái bạn Zalo cho em 0981888083. Đấy, em sẽ tư vấn cho các bạn nội thất phòng khách, phòng thờ, phòng ăn, phòng ngủ. Đấy, từ bình dân đến VIP em có hết nhá. Đấy, mời các bạn lên phòng và chiêm ngưỡng chiếc giường và tủ áo bàn thờ nhà bác nhé. Đường xoan đào nhập khẩu 1m8 x 2m sát phẳng đấy các bác nhé. Hàng bên em mà làm đây, bác có thể nhìn trực tiếp, đây là hàng cực dày luôn. Đấy, đuôi giường này dày 10 phân và đầu giường dày 10 phân, hàng nguyên khối nhé các bác nhé. Nguyên khối nhé các bác nhé. Đấy, đây tủ áo đây, hai buồng ba cánh, có khóa nhé các bác nhé, hai ngăn kéo. Đấy, bác nghiệm thu xong rồi, có nhu cầu thì có thể điện ra số điện thoại là 0981888083 nhé. Đấy, tủ áo hàng trơn hết nhá. Đấy, bạn yêu cầu để trơn hết, vệ dễ dàng vệ sinh đâu trùng. Đấy, khóa ngăn kéo đây, cái bên phòng thờ đây, cặp bàn thờ như ý, gỗ sồi ngang. Đấy, chân 12, dài 1m97, sâu 97, cao 1m27, chân 12 nhé các bác nhá. Đấy, hàng cực kỳ chắc chắn luôn. Đây, em dùng cho các bạn này, cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, hàng là bên em quảng cáo gửi ảnh như nào là giao đúng như vậy nhé các bạn nhé. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại.